Hi, chào các bạn. Các bạn có nghe thấy âm thanh gì phát ra dưới đáy đại dương hay không? Thứ âm thanh này được con người đặt với cái tên là Blob, nhưng ít ai biết rằng nó do tôi phát ra. Tôi là một thứ thủy quái sống sâu thẳm dưới đáy đại dương, chuyên ăn những thứ thịt thối rơi xuống dưới này. Kìa kìa, cuối cùng tôi cũng đã lộ diện rồi. Các bạn nhìn thấy tôi có gớm ghiếc hay không? Nhưng thực chất tôi là một con cá voi nhà tảng con, ốm nhờ ốm nhách. Bởi vì trước đây khi mẹ tôi mang thai tôi, đúng vào thời kỳ đen tối của loài động vật dưới biển. Khoảng thời gian đó không hề có thức ăn, khiến cho rất nhiều động vật đã chết đói. Và trong số đó có mẹ tôi. Nhưng bà ấy vì muốn tôi chào đời nên cố gắng gượng gạo và sinh tôi rồi ra đi. Tôi đẻ ra thiếu chất dinh dưỡng nên luôn khao khát có một bữa ăn thật ngon, nên tôi gặp bất cứ thứ gì đều cho vào miệng của mình. Tuy nhiên thì cơ thể của tôi vẫn ốm nhơ ốm nhách, giống như là một con cò ma, khiến tôi bị biến dị không khác gì một con quái vật cả. Bởi vì nhờ tiếng gầm gừ từ cơ thể của mình cũng đã khiến cho mọi sinh vật luôn tránh xa khu vực mà tôi sinh sống, nên khoảng thời gian đầu tôi khá là bình an. Cho tới một hôm, đột nhiên tôi thấy lũ cá mập to lớn đã tràn xuống khu vực của tôi, khiến tôi rất tức giận. Và tôi cũng đã tấn công xé xác bọn chúng để ăn thịt. Nhưng tôi không hề ngờ rằng lũ cá mập này đang bị truy đuổi bởi một thứ sinh vật khủng khiếp hơn. Kìa kìa, lại là một con cá mập, nhưng nó to lớn, gớm ghiếc, da dẻ lớn lét hơn rất nhiều. Con cá mập này dường như đang điên loạn, đang cắn xé và muốn giết hết tất cả những sinh vật nào mà nó nhìn thấy, kể cả những con cá mập nhỏ hơn đồng loại của nó. Tôi đã nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy tôi. Hai bên điên tiết lao vào nhau. Tôi tấn công nó vì nó to gan, dám bước vào lãnh thổ của tôi. Còn nó tấn công tôi vì nghĩ tôi là thức ăn của nó. Sau một hồi cắn xé lẫn nhau thì tôi cũng đã xé nó thành trăm mảnh và nuốt lấy người của nó. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Bụng tôi đột nhiên đau cồn cào, dường như có một thứ năng lượng gì đó trong bụng của tôi lan tỏa khắp người của tôi. Chết tiệt, không lẽ con cá mập đó có gì bí ẩn hay sao? Sau đó người của tôi bắt đầu phình ra, tôi trở nên mập mạp hơn. Làn da trắng của tôi đã chuyển sang một màu xanh lạ lùng. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Mang theo sự nghi ngờ, tôi quyết định rời khỏi lãnh địa mà mình đã sinh sống từ nhỏ. Bơi mãi từ đại dương này sang đại dương khác. Bỗng dưng tôi nghe những tiếng nổ thật lớn ở trên mặt nước. Ngồi lên, tôi thấy rất nhiều xác động vật chết. Đúng lúc tôi đang đói bụng. Hay quá, đúng là ông trời giúp tôi rồi. Tôi sẽ lên đó xé xác ăn thịt những động vật trên cạn. Chưa bao giờ tôi được ăn nhiều đến như thế. Đã vậy rất ngon, thứ thịt của bọn chúng rất thơm. Tôi từ nhỏ đã ước ao có một bữa ăn thịnh soạn như thế này rồi. Thật không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Thì đang ăn ngon lành, đột nhiên tôi lại phát hiện ra một vụ nổ ngay sau lưng của mình, trên một tòa nhà rất cao. Và dường như có một sinh vật nào đó để cố tình tạo ra những vụ nổ này. Sau khi vụ nổ kết thúc, tôi nhìn thấy có một sinh vật nào đó đang hấp thu sức mạnh của vụ nổ, và người của nó lớn lên dần. Chính xác, sinh vật đó lại là một thủy quái. Không lẽ chuyện này có liên quan tới thứ cá mập khổng lồ lúc nãy mà tôi ăn thịt và biến đổi cơ thể tôi thành ra thế này hay sao? Tôi phải hỏi thứ sinh vật ở trên đằng kia rõ mọi chuyện mới được. Nhìn thấy tôi xuất hiện, thứ thủy quái màu xanh này nó cũng từ trên cao nhảy xuống. Và tôi cũng đã hỏi nó chuyện này là sao, thì nó cũng bảo rằng đây chính là những quả bom phóng xạ của loài người tạo ra. Chỉ cần những động vật nào có thể thích nghi với năng lượng phóng xạ sau khi hấp thu quả bom đó, thì kích cỡ cơ thể của sinh vật đó sẽ càng ngày càng to ra. Tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Con cá mập mà tôi ăn thịt chắc chắn nó cũng đã thích nghi với quả bom phóng xạ này, khiến người của nó bị lở lét nhưng vô cùng to lớn. Và tôi vô tình ăn phải, tôi cũng đã nhờ chất phóng xạ này bị biến đổi thành ra thế này. Kết thúc cuộc nói chuyện,
Tôi định chào tạm biệt thứ thủy quái và cảm ơn nó để rời đi. Nhưng nó nhìn tôi và cười một cách ghê rợn. Nó bảo tôi không đi đâu cả. Bây giờ tôi sẽ là mục tiêu để nó tấn công và ăn thịt. Bởi vì trong người của tôi chứa rất nhiều phóng xạ. Thay vì nó đi tìm những quả bom giống như hồi nãy, nó ăn thịt tôi thì sẽ thu được lượng phóng xạ cực kỳ lớn. Chết tiệt thật. Tôi cũng ba chân bốn cẳng nhanh chóng bỏ chạy và quay lại biển sâu thẳm. Nhưng thật không ngờ thứ thủy quái này rất nhanh. Nó liền dùng cái miệng khổng lồ của nó đớp vào cái đuôi của tôi. Tôi rất đau đớn. Lúc này tức nước vỡ bờ. Tôi bị dồn ép bắt buộc tôi phải quay lại chống trả với nó. Mặc dù tôi bị ảnh hưởng bởi phóng xạ và biến đổi thành một thứ thủy quái kỳ lạ, nhưng trước mặt của tôi lại là một thứ thủy quái đẳng cấp cao khác hoàn toàn. Và thế là sau những cú đớp, nó đã giết chết tôi. Tưởng rằng cuộc đời của tôi sẽ kết thúc tại đây, nhưng thứ thủy quái đó lại không xé xác ăn thịt tôi. Nó muốn để tôi ở đây, dường như để làm gì đó, để chờ đợi một sự kiện gì đó sẽ xảy ra. Lúc này đột nhiên trên bầu trời xuất hiện những vật thể bay kỳ lạ. Từ trên những vật thể bay đó rớt xuống những quả bom phóng xạ. Là con người. Thì ra thứ thủy quái hồi nãy dùng chính cơ thể của tôi để dụ con người tới. Lũ con người đang nghĩ rằng nơi đây chính là hang ổ của thủy quái và tôi chính là nó, nên lũ con người tấn công xuống đây. Tôi chết rồi. Tuy nhiên mọi chuyện lại trái ngược với suy nghĩ của tôi. Vô tình cơ thể tôi ban đầu đã thích nghi với phóng xạ, nhưng lần này nhờ sức mạnh của những quả bom phóng xạ kia, tôi lại thích nghi và hấp thụ hoàn toàn bọn chúng, khiến người của tôi thêm một lần nữa biến đổi thực thụ. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng trong cơ thể của mình. Tôi hồi phục rồi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa. Được lắm, đi tìm thứ thủy quái hồi nãy và cho nó biết tay thôi. Lần theo dấu vết của thứ thủy quái đó, tôi cũng đã truy đuổi tới một vùng biển. Ở vùng biển này, thứ chất phóng xạ lan tỏa khắp mọi nơi. Rất nhiều xác của động vật chết. Bên cạnh đó, những con còn sống lại thích nghi với thứ phóng xạ này và trở nên to lớn bất thình lình. Nhìn kìa, lại xuất hiện những con cá mập khổng lồ. Lần này còn khủng khiếp dữ tợn hơn rất nhiều. Chết tiệt, không chỉ có một con mà là một bầy. Bọn chúng nhìn thấy tôi lạ lắm, liền tưởng đâu thức ăn, lao tới định xé xác tôi. Nhưng cũng may, lúc này tôi không còn là một sinh vật bình thường nữa rồi, mà tôi chính là một quái vật và lớp phóng xạ khổng lồ. Tôi cũng đã đáp trả lũ cá mập khổng lồ này và kết quả cắn cả nguyên một bầy bọn chúng xuống suối vàng. Đồng thời tôi cũng đã cắn xé và nhai luôn cơ thể của bọn chúng, hút luôn dinh dưỡng từ trong người của bọn chúng. Quá đã, quá sảng khoái. Nhưng bây giờ bắt buộc tôi phải lên đường tìm lấy thứ thủy quái khốn kiếp kia và báo món thù xưa mà thôi. Cứ bơi mãi thêm nhiều ngày nữa, cuối cùng thì tôi thấy được một thứ gì đó phát sáng. Lại gần thì phát hiện thêm một quả bom phóng xạ đang chuẩn bị phát nổ. Thứ thủy quái khốn kiếp nó cũng đang ở chỗ đó. Sau cú nổ kinh hoàng, năng lượng phóng xạ tỏ ra vô cùng nhiều, thứ thủy quái kia nó cũng đã hấp thu toàn bộ. Người của nó lớn lên vượt bậc, lớn lên cả gấp đôi so với lần đầu tôi gặp nó. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nhưng mà bây giờ tôi không thể nào bỏ chạy. Tôi sẽ đối mặt trực tiếp và giết chết nó. Nhìn thấy tôi, nó vô cùng bất ngờ và rất căm phẫn. Nó hỏi tôi tại sao lại còn sống và thậm chí lại thay đổi trở nên dữ tợn to lớn như nó vậy. Tôi cũng đã kể hết tất cả toàn bộ quá trình mà tôi biến đổi cho nó nghe. Sau đó nó lại cười lớn. Nó bảo lần này nó phải xé xác ăn thịt và hút hết nguồn năng lượng phóng xạ trong người của tôi cho bằng được. Nó không để tôi sống khỏi tay nó một lần nữa đâu. Thì chuyện kinh hoàng nhất dưới đáy biển đại dương này cũng đã diễn ra. Một cuộc chiến khủng khiếp chấn động khắp mọi nơi cũng đã bắt đầu. Tôi và thứ thủy quái kia cũng đã sáp lá cà và cắn xé lẫn nhau. Đến lúc này thì tôi mới biết được tên của thứ thủy quái này, chính là Eran Maya.
nhưng tôi vẫn chưa biết được nguồn gốc và bí ẩn về nó. Tuy nhiên, nó quá tàn độc, quá dữ tợn. Tôi muốn sống sót trong vùng biển to lớn này, bắt buộc tôi phải đánh bại nó, thay thế nó, trở thành chúa tể mà thôi. Cuộc chiến diễn ra rất nhiều ngày. Lúc này, hai bên đã bị thương chằng chịch và thể lực đã không còn. Nhưng nó vẫn cố cắn giết tôi. Tôi đã há cái miệng thật to và liền lao lấy nó. Tôi muốn chết chung với nó, nuốt chửng nó. Và kết quả, nó đã trọn vẹn nằm trong bụng của tôi. Cuối cùng, tôi đã hạ gục được thứ thủy quái Eran Maya kia và trở thành chúa tể của vùng biển cả mới này.